Hi, welcome back to my channel, StatsGrego. Let's go. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và ấn vào cánh cửa và thoát ra ngoài. Và bây giờ mình sẽ vào từ game tiếp theo. Let's go. Thank you.
Mình không nghĩ là bà ta có thể phát hiện ra được mình ở ngay đằng sau. Ai ngờ một phát quay lại là bèo. Let's go. Oh, hình như là mình quên chưa lấy được món đồ.
Let go. Stay tuned. Day 3. Okay, about to get the chow every noon.
Quý liên hệ và các bạn sẽ tiến sau tiếp mình chọn, ok? Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là game tiếp theo, Itorokla, let's go. Trong game này thì các bạn sẽ phải đi phá hủy nơi này của ông gã hề. Đây là một căn cứ bí mật của ông ta. Và ông ta đã săn bắt những con người. Và sau đó thì ông ta đã... Một viên gạch này. Bridge. Wolf Fry. You don't why.
go. Okay, Vardy, get the show. Let go.